Chào tất cả các em đến với buổi học trực tuyến ngày hôm nay. Tuần trước, chúng ta đã học xong cách vẽ hai mẫu vật. Hôm nay, tuần 24, chúng ta tiếp tục với chủ đề 8 với phần tạo sản phẩm. Các em sẽ hoàn thành bài này trong 3 tuần, từ tuần 24 đến tuần 26 các em nhé. Bây giờ, thầy sẽ hướng dẫn cho các em về nội dung thực hành của buổi học ngày hôm nay, đó là làm khẩu trang chắn giọt bắn, tái chế từ chai nhựa. Các em cần chuẩn bị một chai nước ngọt hoặc chai nước suối loại 1,5 lít đến 2 lít, súng bắn keo, mút nhựa màu hoặc vải, thun tròn. Sau đây là đoạn video hướng dẫn cách để làm một khẩu trang chắn giọt bắn tái chế từ chai nhựa. Bước 1, các em dùng kéo cắt hai đầu chai nhựa để lấy phần thân của chai nhựa. Bước 2, các em dùng kéo cắt phần thân của chai nhựa này làm đôi. Bước 3, chuẩn bị một tờ giấy vẽ nửa hình tròn và cắt sẵn để mình can hình lên miếng nhựa. Bước 4, dùng kéo cắt ra theo đường can đã có sẵn. Bước 5, dùng súng bắn keo để dán mút nhựa hoặc vải đã cắt sẵn. Bước 6, khoan lỗ hai đầu miếng nhựa và lòng thun tròn vào. Và chúng ta đã có một sản phẩm về khẩu trang chắn giọt bắn mà tự tay chúng ta làm rồi, đúng không các em? Và thầy có một số gợi ý cho các em như sau. Các em có thể trang trí thêm trên khẩu trang theo ý thích. Lưu ý, phần trang trí không làm hạn chế tầm nhìn. Về bố cục, làm theo hướng dẫn, tuy nhiên phần phía dưới có thể dán bằng vải để bảo vệ da khỏi tổn thương do độ bén của nhựa. Về màu sắc, tùy thích chọn màu cho đường viền sao cho độc đáo. Các em có thể tham khảo thêm các kiểu tấm chắn giọt bắn khác trên trang YouTube. Từ khóa, khẩu trang tái chế từ ly nhựa. Cách làm tấm chắn giọt bắn. Hướng dẫn làm tấm chắn giọt bắn phòng bệnh COVID-19 của Bệnh viện Chợ Rẫy. Và đây là một số thành phẩm. Nộp bài, các em báo cáo hoặc chụp hình sản phẩm gửi qua kênh của giáo viên chủ nhiệm. Sản phẩm sẽ nộp lại khi nhập học trở lại sau dịch bệnh. Các em đã hoàn thành xong sản phẩm của mình. Các em nhớ sử dụng sản phẩm mình làm và vận động cả nhà chung tay phòng dịch nhé. Chúc các em vui khỏe.